hôm nay trở lại bắt chuột nữa cả nhà ơi. Chào cả nhà. Thiện nữa kìa. Thiện nó không chịu cầm máy quay, nó ghiền bắt chuột đó cả nhà ơi. Chiều Cường cũng ghiền nữa, nó không chịu cầm, giờ phải Chiều Cường cầm rồi. Không biết có không, bây giờ nghỉ trưa cả nhà, nó cắt hồi sáng giờ cũng bộn nè cả nhà. Đó, sáng giờ đây Chiều Cường với Quang Liệu với Thiện mới đi nghỉ trưa, đi thử đi kiếm chuột coi có hay không. Chưa thấy con nào nữa cả nhà. Sao năm nay ít chuột chứ ta. Tao mau đường con gắn á, tao mau. Tao đưa lên đó tao mau. À cái tao mau đường con gắn cũng hơi to cả nhà, gắn nước cả nhà. Đó. Hay quá tao mau ơi. Liệu nó lên lên trên máy cắt cả nhà. Đô coi chó kìa nha. Chó đi máy cắt luôn nha. Máy này cắt nhanh lắm cả nhà. Hàm bự cho bá luôn. DC93 cái nha, cắt bự 93 hàm lớn chắc mau. Mày lớn tạm đánh chuột á chanh hả? Chanh không có hả? Không có chuột hả? Ờ. Ừ, nãy giờ đi tới ruộng cụ Phúc rồi nghe. Liên hộp 93 lươn nữa nè. Ui, gan con coi. Không có.
mình đông lắm đây cả nhà, 4-5 người mà không có chuột. Hai hàm nữa hết rồi, cắt nhanh thiệt chứ, lúa đứng cắt mau. Đây là mấy cuốn gơm nghe cái nhà. Thiện xuất hiện được mấy clip rồi, 3-4 clip rồi. Thành viên mới mà. Cho nó quay không chịu đâu, đòi chụp mới chịu à. Kêu nó làm cái camera nó chịu hả? Ừ. Không có rồi. Không có con à. À, năm nay sao ít chuột quá cái nhà ơi. Hàm đi hàm về nó là hết rồi mà không có chuột gan con nào. Hả? Ở đâu? Chuột không nghiệp hả? Đi đạp luôn á. Ừ. Đi đạp cái cỏ đi thấy đâu đạp luôn. Con căng lại đạp căng luôn dọn cái hay á. Lúa vậy mà không có chuột ha. Đồng này ít chuột lắm, bên kia kìa. Nhiều. Ừ. Ở đây ít. Tướng Thiện bắt chuột gì? Thôi chụp hay lắm á. Tay cầm tay chụp cũng dính nữa đó. Tay chụp cái số luôn á. Ghiền lắm, ghiền chụp chuột lắm. Cho quay đi, không chịu đâu. Đòi đi chụp mới chịu. Ghiền chụp. Mà vợ có bồ đâu dám giết không? Chụp cho mình giết không á, chụp dính cho mình bắt giùm. Tám áo chủ ra kìa, tám áo đó. Tại bên này cũng mới mở từ bên kia qua chưa gần hết. Con nói gì hầm xả được tao mau ơi. Đủ cha nhậu chiều nay rồi đó. Không có đâu. Có là giờ này nhúc nhích rồi. Không có con nào luôn. Rồi xong. Rồi cổ nó mạnh nha, nó chạy nhanh.
Thôi vậy em, đi nghỉ ngơi. Rồi không có chuột cả nhà. Có người chùm chùm bằng mình. Bữa nay đông đông mà trở lại không có chuột cả nhà. Thua đồng bên kia. Đi. Thôi về cả nhà ơi. Không có chuột. Quay đu đủ dạng cho cả nhà xem luôn. Đu đủ rất đẹp mà không biết ngon hay không thôi. Ếch cho bá nhảy rồi chụp luôn. Chút xíu nó nhảy rồi. Mày đu đủ đẹp quá. Cái nhà thấy không? Đu đủ màu vàng rất là đẹp. Quá trời cây. Được 3 cây. Cái đu đủ này chín chưa ta? Cái này không biết chín sao nữa. Cây nhỏ xíu trái nhóc nhóc hết trơn. Trái gì trái vàng khèo không biết chín sao. Có một con hai con đi chiều nay đi có mồi rồi. Ai giờ không có nữa. Ủa nó trồng dừa vậy bự bự dữ trời. Ồ hai trái dừa này. Dừa này dừa gì bự dữ trời. Hồi nãy bắt được con gắn đó đi. Đủ rồi. Ngay ở đâu? Ngay đâu? Giờ này lâu. Thấy băng mình đi kiếm chuột là chuột sợ nó trốn mất tiêu hết. Nãy em không dám chụp hả? Em không dám chụp hả? Đi khòm quá. Ở đâu Thiện?